thời gian kiểm tra từ tháng 5 năm 2024 đến hết tháng 6 năm 2024, Tổ công tác có quyền yêu cầu các địa phương báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu, cử cán bộ phối hợp thực hiện và giải quyết vướng mắc của địa phương. Thành phần tham gia tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo cấp cục vụ của các cơ quan như Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải. Nhiệm vụ của ba tổ công tác là làm việc với các địa phương và kiểm tra trực tiếp tại hiện trường các dự án. Giả soát tổng hợp khó khăn vướng mắc, phân tích nguyên nhân của những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư công và các dự án quan trọng quốc gia, dự án đường cao tốc, dự án đường ven biển, dự án kết nối có tác động liên thông trên địa bàn các địa phương.